Rồi, chào tất cả anh em đam mê máy cày nhá. Lâu rồi không lên video cho các bác xem ấy. Nay lên cho các bác xem một con 3202 nhá. Hôm trước em có quay một con rồi, nhưng mà con này là con về sau nữa này, hai con luôn. Con này thì giá mềm hơn con hôm trước, mình mua rẻ thì mình bán rẻ đó. 3202 nhá. Bác nào hỏi giá thì em công khai giá luôn, con này em bán 85 triệu nhá. Xem xe tại huyện Đắc Hà tỉnh Con Tum nhá. Lúc trước thì mới thay, lúc sau là còn được 50% ấy. Đấy. Vẫn chạy cố được. Bác nào thích thì thay thì bác xem tiền thay, còn bác nào vẫn để chạy được thì cứ để chạy. Không có đứt nẻ chết. Máy em nổ sẵn luôn rồi đấy nhá. 3202 nhá bác. Mặt nạ thì nó hơi để cái sọc đấy không được đẹp lắm. Nói chung cũng tạm được. Đầu trước là khô ráo sạch sẽ nha. Con này 4 máy nha bác. Máy em đang nổ luôn đấy. Đấy, máy hết ga là không có khói nha. Còn thốc ga thì con nào cũng phải có khói hết. Con này nhớt động cơ đấy, em chưa thay lại này. Chắc để hôm nào rảnh là thay nhớt thay lọc hết luôn. Thay lọc nhớt này, thay nhớt luôn. Thay nhớt mới chạy cho nó bốc. Máy thì chưa có đổ đâu nha các bác. Hai cầu 4 máy, tay lái tự lực vẫn đang còn nhẹ nha. Men biết vẫn hoạt động đầy đủ hết. Dần đồng nói thật với các bác, xe cũ thì nói chung là có sơn này rồi nha các bác. Đấy, có dầm lại hết rồi. Quan trọng máy số thì nó vẫn ok. Đây, đủ biết mọi thứ đây. Kiếm có nha, kêu kiếm nhưng mà em chưa lắp đấy nhá. Cái này có bên em bán xe là lắp kiếm đầy đủ nhá. Bác nào cái móc em cần cái con này, bác nào dùng cày dùng sới thì có kiếm đồ đầy đủ. Có cái bề lôi sẵn này. Lốp thì cũng gai còn được 50% nhá. Được cái là dòng này nó là xài bên cơ này. Cơ toàn bộ 100%. Có cái chân mái che lên cực kỳ chắc chắn này. Còn cái mái trên thì mái này vui vui thôi, che nó cũng hai chân này. Bác nào thích thì làm mái to hơn thì làm, còn để cái chân zin này. Mái thì được cái là nó là cơ toàn bộ này, 4 tầng này. Bên cơ này. 4 số quay và 4 số tới, 1 số che này. Máy đang nổ đây các bác nhá. Máy nổ rất là êm. Không có hơi thừa nãy nha. Thôi, nó là hơi rất nhẹ nhàng. Nổ rất chi là êm. Bác nào nhu cầu thì đến xem xe tại huyện Đắc Hà, tỉnh Con Tum nhé. 3202DT. Dòng này trong bãi cũng cao đấy. Bãi nó gần 200 đấy. Còn thấy nhiều bác đang xe bãi 108, 109. Con này em bán xe dân dùng nhé, 85 triệu nha bác. Máy móc số má là bao không có lỗi nhá. Máy ok, em ru. Rồi bác nào nhu cầu thì alo cho em nhé. Xem xe tại huyện Đắc Hà, tỉnh Con Tum nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau nhé.